Chuyện này còn cần phải điều tra. Vụ án của Giang Tiểu Mang truyền xôn xao, chúng ta là chủ nhân của bọn họ, muốn không biết cũng khó. Con cũng biết, cha con đem một phần đất đai sở hữu giao cho dì nương của con quản lý. Ta rất nhiều lần nói với bà ấy phải thông cảm bao dung người khác, giảm thấp tiền thuê nhà, nhưng bà ấy không nghe. Về sau ta cũng mệt, chẳng muốn quản chuyện này nữa. Chuyện này con biết, mẹ từng khuyên bảo dị nương, chỉ là dị nương không chịu nghe theo. Cho dù tố cáo nhan tiểu bang là thật hay giả, cảnh ngộ của nhà chúng ta sau khi ta nghe thấy cũng cực kỳ đau lòng giống con. Thiên Nhi, thực ra ta vốn không trách đứa trẻ nhan tiểu mang này. Ta cảm thấy con bé cũng chịu đau buồn, lại chẳng biết tình hình cụ thể. Con bé tố cáo ai đều có thể lượng thứ. Con phải nhớ kỹ lời của ta. Cho dù Giang Tiểu Mang tố cáo chuyện gì, con cũng không được để trong lòng. Suy cho cùng, dị nương của con cũng không thân thiện với nhà người ta. Người ta đâm nhà chúng ta một nhát cũng là chuyện thường. Mẹ, ý của mẹ là hung thủ mà Giang Tiểu Mang nghi ngờ có thể là mẹ hai. Lời bà cả đế gia nói còn giống người nói. Coi như đế giáng thiên này nhìn bộ dạng, lẽ nào anh ta thực sự không biết chuyện bánh bao có độc? Có phải mình trách nhầm anh ta rồi không? Vậy ta về phòng trước đây. Xin lỗi Đông Mai, lời ta nói là giả, nhưng ta không còn cách nào khác. Tôi biết mà phu nhân. Đây là chỗ nào thế? Dị nữ, thần dị nữ của tôi là thần dị nữ mặt trời của em, Apollo. Anh cút đi, không mặc quần áo, anh cút đi. Ai không mặc quần áo? Cô sờ xem, sờ đi. Anh có mặc quần áo à? Mặc thì tôi chả sợ anh nữa. Đứng đi. Rốt cuộc cô là ai? Nhìn cách cô quá trang không giống như gia hoàng nhà chúng tôi. Anh quản tôi là ai sao? Cái thứ nhà anh đúng thật là suối quẩy. Tạm biệt. Cái gì mà thứ nọ thứ kia chứ? Tôi chính là dì thiếu gia, đế quân đào. Anh là dì thiếu gia, đế gia. Hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm thôi. Dì thiếu gia, tôi đi nhầm phòng rồi. Anh không phải còn có việc khác cần làm sao? Tôi xin cáo lui trước. Cô đừng có đi. Cô còn chưa nói cho tôi biết cô tên là gì. Tôi làm công việc nhà bếp của nhà các anh. Công việc bếp núc. Phòng bếp nhà chúng tôi ở bên kia. Cô đến phòng tôi làm gì? Đúng vậy. Cho nên tôi mới mau chóng quay về làm việc. Anh cứ để tôi đi trước đi. Không được. Xem bộ dạng lắm lành lắm nét của cô, sao lại giống tên trộm cắp? Anh nói tôi lắm lành lắm nét, hơn nữa còn giống nữ tặc. Anh, tôi làm sao? Đi tìm Tổng quản Dương với tôi. Tổng quản Dương biết tất cả người trong phủ. Nếu cô là nha hoàn nhà chúng tôi, ông ấy chưa nhìn có thể nhận ra ngay. Nào, mặc quần áo cho bổn thiếu gia. Cô muốn làm gì thế? Cô làm gì thế hả, nữ tặc? Cứu mạng, cứu giới. Có nữ tặc, cứu thế giới. Người đâu?
Cái gì mà nhị thiếu gia nhà họ Đới, thường đánh anh như thế. Đánh xong rồi còn chẳng nằm giống người bình thường. Anh mặc thành thế này đã đủ buồn nôn rồi đó, còn dám bảo tôi mặc quần áo cho anh nữa. Người trên thế giới này đều là người xấu, chỉ có người nhà các anh mới là người tốt đúng không? Bây giờ tôi cho anh mở mang hiểu biết thế nào gọi là người xấu. Cũng quá hoành tráng rồi đó. Thạch Tính sẽ ở chỗ nào đây? Nhị thiếu gia đã tỉnh dậy chưa? Hình như chưa ạ. Tại sáng nay chưa nhìn thấy nhị thiếu gia ạ. Mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ? Đi xem. Dạ, thưa phu nhân. Đào Nhi, phu nhân, bà nhìn xem nè phu nhân. Nhiều đồ trang sức như vậy. Đào Nhi, con không sao chứ? Đào Nhi, thiếu gia, mẹ. Đào Nhi, con sao vậy? Mẹ, đầu con rất đau. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vừa rồi có một tên cướp xông vào phòng con. Cướp? Đúng vậy, còn là một nữ cướp. Người đâu mau lên, bắt cướp đi. Có người nào không? Có một nữ cướp. Người đâu mau vào đây. Sao mình đã thành nữ cướp rồi? Mau đi tìm kiếm đi. Sao bên đó, bên đó, bên này, bên này. Mau lên, mau lên. Nữ cướp ở đâu rồi? Ở đâu? Nữ cướp ở đâu thế? Đều tìm hết rồi. Bên này tôi không có. Tôi cũng không nhìn thấy. Bên kia, đi tìm xem. Bên kia, đi tìm xem. Phía bên đó, đi tìm xem nào. Là nữ. Đừng mất nhầm đó. Là nữ, mau lên. Là phụ nữ. Anh Tiểu Mang, anh Kim Long, sao em lại ở đây thế? Thế sao anh lại ở đây? Mau mau, mau lên. Sao anh lại ở đây vậy? Anh bây giờ là đường đường là hộ viên của Đế phủ. Hộ viên là gì? Nói dễ nghe một chút thì là bảo vệ an toàn cho các chủ nhân. Nói khó nghe một chút chính là thay các chủ nhân chắn đạn. Tiểu Mang, anh nghe nói chuyện của em, lúc nào cũng lo lắng an nguy của em. Không nghĩ rằng có thể gặp được em. Nhìn thấy em bình an vô sự, anh thật sự rất vui. Nhỏ tiếng một chút, nhiều người như vậy. Anh suýt nữa thì quên. Em bây giờ là phạm nhân chạy trốn, nhất thiết không thể để người khác biết được thân phận của em, đúng không Tiểu Mang? Vậy anh vẫn còn gọi tên em là Tiểu Mang. Vậy cũng đúng. Thế anh nên gọi em là gì? Cứ gọi em là Tiểu Nhan đi. Tiểu Nhan. Được, cứ gọi như vậy đi. Tiểu Nhan, em yên tâm. Hai chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Anh sẽ bảo vệ tốt cho em. Ai là thanh mai trúc mã cho anh? Hai chúng ta phải gọi là anh em. Đúng đúng, cực kỳ đúng. Thì ra hai chúng ta chính là anh em thanh mai trúc mã. Vậy anh càng phải chăm sóc tốt cho em, đúng không Tiểu Mang? Anh còn gọi tên của em nữa à? Anh còn gọi nữa, em câu miệng anh lại đó. Đi thôi. Bên kia, bên kia. Vị phu nhân, Đào Nhi sao rồi? Đào Nhi không sao rồi. Có vết thương nào không? Hay là tìm đại phu nhé. Không cần đâu, không cần đâu. Dương tổng quản, nữ cướp đó ông đã bắt được chưa? Vẫn chưa. Có điều tôi đã sai người gác cổng rồi. Nữ cướp đó chắc chắn chạy không thoát đâu. Vậy thì tốt. Trước đây đã từng xảy ra chuyện bắt cóc, bây giờ lại còn có nữ cướp nữa. Chuyện này tuyệt đối không phải tình cờ. Đào Nhi, nữ cướp đó trông như thế nào? Nói cho Dương tổng quản nghe xem. Hmm.
trông cô ta. Cô ta trông thế nào? Cô ta trông cực kỳ xinh đẹp. Nếu cô ta không phải người xấu, chắc là mẫu người lý tưởng nhất của con. Cái gì là lý tưởng? Người mẫu? Đào Nhi, con đang nói linh tinh cái gì thế? Cô gái đó không chỉ là nữ sát thủ. Dương Tổng quản cũng đầu sót ruột như vậy, con còn tâm trạng đùa nữa à? Mẹ, mẹ đừng tức giận. Đừng tức giận mà. Con cảm thấy cô ấy chắc không phải là nữ sát thủ đâu. Nếu không thì sao con có thể bình an vô sự nằm ở đây chứ? Nói không chừng cô ta còn chưa kịp ra tay thôi. Ta dám khẳng định cô ta chính là nhắm vào con đó. Dương Tổng quản, vì ông rồi, đừng để cô ta chạy thoát. Phương nhân yên tâm, tôi đã ra lệnh không cho phép bất cứ người nào ra khỏi đây nửa bước. Chỉ cần cô gái đó còn ở trong phủ, tôi chắc chắn sẽ khiến cô ta giơ tay chịu trói. Tiểu Nhan, em thực sự cho rằng chị phu nhân là hung thủ hạ độc Tiểu Bảo và Tiểu Nô sao? Phải, cho nên em nhất định phải tìm được chứng cứ của chị phu nhân. Ai biết được hôm nay em lại xông nhầm vào phòng của dì thiếu gia. Trong tình huống cấp bách, em chỉ có thể đánh ngất anh ta. Anh còn tưởng tứ đầu lợn tứ phía truy đuổi em để lách nạn em mới chạy vào làm nha hoàng đế phủ. Không phải đâu anh Kim Long, em không thể đợi quá lâu trong đế gia được. Chỉ cần em tìm được chứng cứ của chị phu nhân rồi, em sẽ đi ngay lập tức. Nhưng anh xem, em vừa vào phòng đế gia đã gặp ngay phải quả lớn. Bây giờ tất cả mọi người trên dưới đế gia đều muốn bắt em. Lỡ mai em bị giận ra thì hỏng rồi. Đừng gấp, đông mai đã để em vào phủ. Vậy chắc chắn là gia hoàng bên cạnh đại phu nhân. Cho dù nhị phu nhân nhận ra em thì chưa chắc anh ta có cơ hội xác nhận em. Tại sao? Đại phu nhân và nhị phu nhân của đế gia này như nước với lửa. Người hầu và gia hoàng dưới tay đều không giống nhau. Bình thường bận rộn, có đánh chết cũng không qua lại với nhau. Em mau thay y phục của nha hoàn đi, đón chừng có thể không để chút sơ hở nào. Như vậy đi Tiểu Nhan, em đợi ở phòng Đông Mai trước, để anh đi tìm cô ấy. Được, cảm ơn anh Kim Long. Được. Bác Tư, anh quay về rồi à? Đúng thế, đúng thế. Tôi thực sự bị dọa chết đi được. Sao thế? Điều tài lão chồng chết tiệt của cô đó, anh ta lại có thể đưa tứ đầu lợn đến ăn cắp nhà tôi. Mau mà các người đều đi hết rồi, nếu không thì chúng ta chết chắc. Không được động đậy, không được động đậy. Quan đường trong ngoài đế gia sắp xếp bao nhiêu bảo vệ và tuần phủ, giữa thanh thiên bạch nhật, tên lưu manh lại có thể tự nhiên vào. Lão gia, nhà ta nhất định có trộm trong nhà. Việc này chưa xong, việc khác đã tới. Chuyện này đến cũng khá bất ngờ, cũng quá bình thường rồi. Nhưng cũng không biết vì sao mà cho rằng đây cũng là một chuyện trượt. Đào Nhi không phải cũng nói rồi sao? Nó cảm thấy cô gái này không giống thích khách. Lão gia, Đào Nhi còn chưa hiểu chuyện, đâu có hiểu lòng người khác. Nếu không phải đúng lúc tôi vào phòng Đào Nhi, nói không chừng nó đã sớm bị hại rồi. Chị bà cũng không yên tâm giống bà, cho nên đã phái thêm người phòng thủ bên ngoài của phòng Đào Nhi rồi, bảo vệ an toàn cả ngày lẫn đêm cho Đào Nhi. Phái người bảo vệ Đào Nhi sẽ không sao nữa à? Trong phủ này có trộm, đây gọi là địch trong bóng tối, ta ngoài sáng, bị đâm sau lưng khó phòng được. Tiểu Mai, ngôi nhà này chính là một gia đình. Nóc nhà đều cùng một trời, phía dưới ánh mặt trời không có bí mật. Sao có thể gọi địch trong bóng tối, ta ngoài sáng chứ? Lão gia, ông nói cái nhà này không có bí mật, thực sự là thật sao? Đương nhiên là thật. Sao vậy? Lão gia, tôi thấy gần đây trong lòng buồn bã hoảng sợ. Tôi đã biết chuyện bánh bao có độc rồi. Bà sao lại biết được? Đâu chỉ biết mà thôi, tôi còn biết. Nhan Tiểu Mang nghi ngờ, tố cáo đế gia là hung thủ nữa. Bao lên, nhanh lên chút đi. Từng bổ đầu đến rồi, từng bổ đầu đến rồi. Mau đi thôi, từng bổ đầu đến rồi. Đứng lại, đừng có chạy. Đưa tiền đâu? Nhìn xem. Lại ngã rồi. Đứng lại. Lão gia, tôi đã hỏi Dương Tổng quản rồi, nhưng ông ta liều mạng phủ nhận. Tôi càng nghĩ càng thấy khó hiểu, cho nên quyết định đích thân đến hỏi lão gia. Bánh bao có độc đó hại chết hai mạng người, rốt cuộc là chuyện thế nào? Tiểu Mai,
Chuyện này mình đừng quản nữa. Chuyện lớn liên quan đến hai mạng người, ông muốn tôi quản tôi cũng không quản nổi. Tôi chỉ muốn biết, có phải là chị đem bánh bao có độc hại chết hai đứa trẻ không? Lão gia, ông yên tâm, tôi sẽ không cười trên nỗi đau của người khác, dù đổ bìm leo đâu. Chuyện của chị cũng là chuyện của đế gia chúng ta. Tôi cũng giống như ông, tuyệt đối sẽ không để đế gia bởi vì gặp phải những chuyện mất mặt này mà chịu nhục đâu. Được, nếu đã như vậy, chuyện này sau này đừng nhắc đến nữa. Tôi hiểu. Có điều, lão gia, tôi vẫn muốn nhắc nhở ông, chuyện này liên quan đến mạng người, có thể to cũng có thể nhỏ. Nhưng vì sai lầm nhất thời của chị mà khiến vốn liếng trăm năm của đế gia chúng ta bị hủy hoại cái danh vọng của đế gia, thế mới không giải quyết được. Lão gia, ông tin tưởng chị tôi như thế, nhưng tôi lại không tin tưởng. Cho nên bí mật này của bà ấy tốt nhất là cứ giấu kỹ như thế. Nếu tôi biết bà ấy đã trộm trong nhà để bảo vệ Đào Nhi, chuyện gì tôi cũng có thể làm ra được đó. Vân Đào, mẹ anh đến thăm cậu đấy. Đại Nhân, anh cả, nghe nói con bị lưu manh làm bị thương, cho nên mới qua đây thăm con. Không sao đâu mẹ cả, khiến mẹ lo lắng rồi, cũng sắp làm mẹ anh lo lắng chết luôn rồi. Bà ấy vừa nghe nói cậu bị thương, đặc biệt gọi Dương tổng quản đến hỏi cho rõ ràng. Vừa nghe thấy cậu bị thương ở đầu, tưởng chừng giận ngất bà ấy luôn rồi. Bà ấy đặc biệt bảo Dương tổng quản nhất định phải tìm đại phu cho cậu, lát đưa đại phu đến ngay. Đại Nương, thực sự không sao mà, đầu chỉ đập một chút thôi. Không sao đâu ạ, để ta xem nào. Bị sưng hết cả rồi. Đông Mai, đi xác một đơn thuốc cường gân hoạt huyết đem đến đây. Còn cả thuốc kim sang trong phòng ta nữa, cũng cầm qua đây cho dì thiếu gia. Dạ, tôi biết rồi ạ. Còn nói xem an toàn trong phủ này như thế nào, lại có thể đi bọn lưu manh xông vào trong phủ, hơn nữa lại còn làm con bị thương. Chuyện này ta không hỏi rõ Dương tổng quản không được. Mẹ, để ta tới cho Dương tổng quản đi. Còn đoán lúc này mẹ hai chắc chắn mắng ông ấy rồi. Vậy may là Đào Chi không có chuyện gì, nếu không thì ta không thể tha thứ cho ông ấy được. Đại Nương, cảm ơn Đại Nương quan tâm. Mẹ con mà biết Đại Nương đặc biệt đến thăm con, bà ấy nhất định sẽ rất mừng. Ta thấy không hẳn đâu, chỉ cần bà ấy đừng cười trên nỗi đau của người khác là được rồi. Đại Nương, mẹ con và ta không hòa hợp, người ở bến Thượng Hải này ai cũng biết. Người ta bàn bạc thế nào, vì hai nữ chủ nhân của đế gia chúng ta, ta đều biết, đều rõ. Nhưng ta vốn không để ý. Các con có biết tại sao không? Bởi vì ta nhìn thấy hai đứa các con hòa thuận với nhau, không bị người đời ảnh hưởng. Hai con là trụ cột tương lai của đế gia, cho nên ta hy vọng hai con nhất định sẽ quý trọng tình cảm anh em, sau này cùng nhau gánh vác đế gia. Mẹ, mẹ yên tâm, con và Quân Hải nhất định sẽ đối với nhau chân thành. Đại phu nhân, nhìn thì giống như quy nghiêm không thể thân thiết, nhưng thực ra là người cực kỳ tốt, hơn nữa rất được lão gia tôn trọng. Chỉ cần cô được tín nhiệm của bà ấy, ở đế gia cô sẽ không cần lo lắng nữa. Đại phu nhân thích nhất là người trong thanh khiết, cho nên sớm tối cô phải lau mỗi cái một lần, còn cả bụi bẩn trên đồ ghế đồ mộc đều phải lau chùi sạch sẽ, biết chưa? Biết rồi. Thực ra cũng không khó như thế đâu, chỉ cần lau khăn ướt một lần rồi lau lại một lần nữa là được. Phiền phức vậy. Nói là thanh tịnh thuần khiết, thực ra cũng là nói quá lên thôi, nhưng cô cũng không thể ghét phiền phức, biết không? Chị Đông Mai, tôi cảm thấy chúng ta không cần cái gì mà lau sạch như là lần đầu. Tôi cảm thấy chúng ta có thể nghĩ ra một biện pháp khác. Biện pháp gì? Ví dụ như Đông Mai, Dương tổng quản, nhà đầu này là ai thế? Sao tôi chưa từng gặp? Bên phía đại phu nhân còn thiếu nha hoàn, cô ấy là người của Du Bán Trao giới thiệu đến, tên là Nhan Tiểu Nhan. Nhan Tiểu Nhan,
Dương Tổng Quản, chào ông. Ông cứ gọi tôi là Tiểu Nhan là được rồi. Hôm nay cô mới đến. Sau khi vào Đông Phủ, có đi qua chỗ khác không? Dương Tổng Quản, cô ấy luôn ở trong phòng của tôi. Hỏi cô à, vừa rồi hai cô nói tôi đều nghe hết rồi. Người trên dưới đế cha nên ít nói làm nhiều. Nếu ai cũng như các cô, mỗi ngày phát biểu ý kiến của mình, vậy tôi quản lý thế nào đây? Tôi vừa rồi tôi chỉ ra ý kiến của bản thân thôi. Quét dọn có rất nhiều kiểu. Đồng Mai, người mới đến có quy tắc gì? Cô nói xem. Ý ông là nói nếu người dưới không chịu sự quản giáo thì sẽ bị phạt roi da. Roi da, roi da. Tôi nói cho cô biết, lời của tôi nếu cô không nghe thì cô là kẻ phạm lỗi với người trên. Việc này là không tốt, thì cô không phải coi thường chức trách là gì? Được được, được rồi, sau này tôi không dám nữa. Tôi nghĩ cô cũng chẳng dám đâu. Đồng Mai, cô phải làm một tấm gương tốt cho Nhan Tiểu Nhan, biết chưa? Sau này nếu như để tôi nhìn thấy hai cô nói chuyện mà không chịu làm việc thì nhất định sẽ phạt roi da. Làm việc cho tốt đi. Chị à, chào buổi sáng. Chào. Phía ông chủ Khâu và ông chủ Trần tôi đã hẹn cả rồi. Ngày mai chắc sẽ ký hợp đồng. Cô thực sự không muốn từ bỏ sao? Đây là gì đấy cha mà. Đương nhiên là tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ rồi. Có một chuyện tôi buộc phải nhắc nhở cô. Quản lý công xưởng phức tạp hơn cả quản lý địa ốc nhiều đó. Trong xưởng có bao nhiêu công nhân, sản xuất bao nhiêu, hàng sẽ bán cho ai, bán thế nào đều cần có đầu óc. Chứ không được như cô bây giờ chỉ khu môi múa mép mà có thể giải quyết được vấn đề đâu. Chị này, đương nhiên là tôi biết. Cảm ơn chị đã nhắc nhở nhé. Chúng ta đều là người một nhà, không phải khách sáo. Nhưng mà tôi vẫn phải khuyên cô không phải đi ký hợp đồng nữa đâu. Bởi vì chắc chắn cô sẽ không ký được thành công đâu. Tôi không muốn cô phải tốn công tốn sức. Chị sao? Tôi nói cho chị nghe, có một chuyện tôi cũng muốn nhắc nhở chị. Chị à, có một con nha đầu tên là Nhan Tiểu Nhan, chắc chị biết chứ. Cô ta là ai? Ồ, tôi cứ tưởng chị biết người này chứ. Tôi không biết. Không biết à? Thế thì lạ thật. Chuyện này có gì lạ? Tại sao tôi nhất định phải biết người này chứ? Bởi vì tôi cứ tưởng chị biết cô ta. Tôi đã nói với cô là tôi không quen cô ta. Con nha đầu này tên là Giang Tiểu Nhan, lợi hại lắm. Đã giết em trai, em gái của mình, gây náo loạn ầm ĩ lắm. Ai cũng biết cô ta, sao chị lại không biết vậy? Chuyện trong nhà đã khiến tôi đủ bận rộn rồi. Tôi chả còn hơi sức đâu mà quan tâm mấy chuyện vật vãnh đó. Nhưng đây cũng là chuyện trong nhà mà. Cô có ý gì? Ý gì à? Chị, chắc chị phải biết rõ hơn tôi chứ. Xin cô nói cho rõ ràng. Xin lỗi chị nhé. Người em này giống như chị nói vậy, đầu óc hơi kém cỏi, nói năng cứ thẳng tuột thế thôi. Nếu như tôi có nói sai chỗ nào thì chị cũng đừng trách nhé. Nói chuyện thì đừng vòng vo tam quốc. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Không thể làm tôi sợ chết khiếp. Không ngờ chỉ trong chốc lát mà cô có thể khiến Dương Tổng Quản thấy ê mặt. Không phải em giỏi giang gì đâu, mẹ em mới lợi hại. Chứ em thì chỉ dướng tay dướng chân thôi. Cô đừng khiêm tốn nữa. Em nói thật đó chị Đông Mai, nếu không phải vì chị thì em đã cho Dương Tổng Quản nó một trận rồi. Em thực sự sợ phải đến lúc hầu hạ đại phu nhân. Nếu bà ấy không hài lòng với em thì sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu chị đó. Yên tâm, cô có thể làm được. Chỉ cần làm việc cẩn thận một chút thì sẽ thuận lợi vượt qua thời gian thử việc thôi. Tối hôm nay đại phu nhân dùng bữa, cô đi hầu hạ cùng tôi nhé. Chị nói là tối hôm nay à? Hơn nữa, tối nay có cả đại thiếu gia nữa đó. Cái gì đại thiếu gia mà làm luật sư ấy à?
Tôi ấy à, dù có giống như chị nói là hơi thiếu đầu óc, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có hại cho đế gia. Tôi không giống như chị đâu, vì muốn lấp liếm lời nói dối mà phải bịa ra nhiều lời dối trá hơn. Đúng là sai một bước thì càng bước lại càng sai. Chuyện này nếu như phơi bày trước ánh sáng, đối với bản thân chị, đối với lão gia hay cả đế gia này, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng được. Đủ rồi, cô muốn nói điều gì? Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị thôi. Đừng tưởng là giết người có thể đền mạng. Câm miệng! Giết người đền mạng? Cô đang nói lung tung gì thế? Đừng tưởng là tôi không biết chị đã làm những chuyện tán tận lương tâm gì. Hai đứa trẻ vô tội kia chết vì tai nạn, còn chị của chúng nó thì bị người khác vu oan giáo quả. Chuyện này nếu như để người khác biết là do chị làm thì sẽ có suy nghĩ thế nào đây? Tôi giết người sao? Chứng cứ đâu? Nếu như cô không lấy ra được chứng cứ thì nghĩa là cô đang vô cớ sinh sự đó. Đến lúc đó thì đừng trách lão gia cũng sẽ không tin cô nữa đâu. Cô phải chú ý đó, đừng tự rước quả vào thân. Thế sao? Không đến nỗi như vậy chứ. Đại phu nhân, đại phu nhân. Lạ thật, sao đế giác thiên vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Đông Mai à, tên nữ cường đạo kia đã tóm được chưa? Vẫn chưa ạ. Có phải là đã để cô ta chạy mất rồi không? Chắc không có khả năng đó đâu ạ. Dương tổng quản đã phái ba nhóm người ngựa ngày đêm tìm kiếm, chắc là có cánh cũng không bay được. Chuyện này cũng lạ thật, cô ta có thể trốn đi đâu được chứ? Cô không thấy là tôi đang nói chuyện với Đông Mai à? Sang bên kia đi. Cô bị câm mà? Cô không biết kêu một tiếng sao? Em phải báo trước một tiếng. Phu nhân, mời dùng canh. Lắm chuyện thế à? Cô đang nói gì thế? Không có gì ạ. Phu nhân, mời dùng canh. Có phải trong lòng cô cảm thấy không phục đúng không? Cô cho rằng những lễ nghi rườm rà này chỉ có ở trong nhà đại phú hộ thôi đúng không? Tôi nói cho cô biết, không phải như vậy đâu. Đây là phép lịch sự cơ bản nhất con người. Cô nghĩ xem, trong lúc cô bưng canh lên, cô không nói cho người ta biết một tiếng, nhỡ khiến người ta bị bỏng thì làm thế nào? Trong lúc người ta đang nói chuyện, cô lại bưng bát canh đến, nghĩa là đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của người khác. Như vậy không lịch sự. Điều tôi muốn nói với cô là, dù bất cứ thời gian nào, địa điểm nào, cũng cần có phép lịch sự. Cô đã hiểu chưa? Tôi đã hiểu rồi, thưa phu nhân. Gấp cá đi. Dạ. Mẹ à, Thiên Nhi, tại sao anh ta lại xuất hiện rồi? Thôi xong, chào đại thiếu gia. Đồng Mai, đây là gia đầu mới đến à? Dạ, là người mới đến. Cô ấy tên Tiểu Nhan. Tiểu Nhan. Chào đại thiếu gia. Mau ăn cơm đi. Đại phu đã đi chưa? Đại phu vừa mới đi. Vết thương trên đầu quân đào hơi sưng đỏ, mấy hôm nữa là khỏi thôi. Mẹ không cần phải lo đâu. Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Đại phu nhân. Tiểu Nhan, cô là người ở đâu? Nhà tôi ở phía Đông Thành. Chúng ta hình như đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Sao anh lại gặp được tôi rồi chứ? Anh thực biết nói đùa. Tôi tự làm được. Đứa trẻ này, sao lại hậu đà hậu đậu thế hả? Mẹ à, đừng trách bọn họ, là tại con không đỡ cẩn thận. Tiểu Nhan, gấp cho tôi một đĩa mới đi. Không phải cô gọi là Tiểu Nhan à? Dạ dạ, thưa đại thiếu gia. Tiểu Nhan, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 18 rồi. Thực ra chuyện khi nãy tôi không trách cô. Cô mới đến nhà chúng ta cũng khó tránh gì có chút không quen, khó mà không phạm lỗi. Nếu như có chuyện gì chưa rõ thì cứ hỏi Đông Mai. Sợ nhất là cô lười biếng, sợ là cô biết sai mà không chịu sửa. Nếu như thế thì đế gia sẽ không giữ cô lại đâu. Đã nghe rõ chưa Tiểu Nhan?
Cậu không mau cảm ơn phu nhân đi. Cảm ơn đại phu nhân. Cảm ơn đại phu nhân. Tiểu Nhan chúc mừng cô đã qua cửa thành công. Bây giờ cô đã là nha hoàn chính thức của đế phủ rồi. Chị Đông Mai, cảm ơn chị nhé. Nếu như không phải lúc nãy chị giúp em thì em đã chết thảm trong đó rồi. Được rồi, được rồi, không phải đã qua cửa rồi sao? Đi thôi nào. Đợi một chút. Đông Mai, đại thiếu gia, có chuyện gì thế ạ? Cô đi làm chuyện khác đi. Tôi tìm Tiểu Nhan có chuyện khác cần nói. Dạ, được ạ. Nhan Tiểu Mang, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao cô lại trà trộn vào đế gia ta vậy? Còn trở thành gia hoàng như chúng ta nữa chứ? Cô thực sự muốn điều tra ra hung thủ hại em trai em gái cô sao? Phí lời, tôi đã nói trước rồi mà. Tôi nhất định điều tra ra chân tướng, để cho đế gia các người phải nhận tội. Vậy là cô vẫn nhất định hung thủ là người trong đế gia chúng ta sao? Đương nhiên rồi, chính em trai em gái tôi đã nói tôi biết. Sao tôi lại có thể không tin được? Đến lượt anh, một đại luật sư đế gia như anh, rõ ràng biết mục đích của tôi rồi. Sao lúc nãy lại không khai tôi ra? Sao anh lại giúp tôi? Đơn giản thôi, bởi vì tôi tin sự trong sạch của người trong nhà họ Đế, thế nên sẽ không ngăn cản cô đâu. Anh nắm rõ đến thế sao? Đúng vậy, biết rõ cho cô đó. Tôi tin là chuyện này sớm muộn gì cũng có ngày sáng tỏ. Vì thế, cô muốn điều tra thì cứ điều tra đi, tôi sẽ không ngăn cản cô đâu. Nhưng mà những người khác trong phủ đế gia nhìn cô thế nào thì tôi không chắc chắn đâu. Anh có ý gì? Nếu như tôi đoán không nhầm, sáng hôm nay nữ cường đạo xông vào phòng em trai tôi đánh nhau, chắc chắn vẫn là cô nhỉ? Nữ cường đạo cái gì hả? Anh nói cho tôi rõ ràng được không? Tôi nói cho anh biết, đối với tài sản nhà đế gia tôi không hề có chút hứng thú nào hết. Kể cả anh dừng hai tay tôi cũng không cần. Nhưng mà cô vẫn đánh nhau với em trai tôi, không đúng sao? Đó thì anh ta đáng đời đen đuổi. Tôi nói nè, cái người em trai đó của anh không phải là có bệnh đó chứ? Anh nhìn cái tính của anh ta xem, lôi lôi kéo kéo, chọc tức bản cô nương đây. Anh ta đáng đánh lắm. Miệng lưỡi của cô sắc bén thật đó. Nói kiểu gì cô cũng là có lý. Nhưng mà tôi vẫn nhắc nhở cô một câu, nếu như cô vẫn kiên trì ở lại đế gia thì nhất định phải cẩn thận đó. Bởi vì em trai tôi đã gặp cô, nó nhất định sẽ nhận ra cô. Yên tâm đi, tôi không phải là loại người nói một đằng là một nẻo đâu. Hơn nữa tôi còn muốn nói cho cô biết, đến bây giờ tôi vẫn muốn binh vực cho cô. Vì thế tôi khuyên cô một câu, tốt nhất là cô nên nhanh chóng tự thú đi. Chỉ cần cô tự thú, chỉ cần cô vô tội, thì tôi sẽ dốc hết sức biện hộ cho cô, trả cho cô sự trong sạch. Thế à? Anh Kim Long, thế nào rồi? Hôm nay đã qua dòng thử việc rồi chứ? Đã thuận lợi vượt qua rồi ạ. Anh biết là em giỏi mà. Nhưng mà đại thiếu gia nhận ra em rồi. Nhưng mà bây là anh ta không tố cáo em, còn cố nguy giúp em nữa. Thế à? Sao anh ta lại làm như vậy chứ? Em cũng không biết. Anh ta nói cái gì mà có lòng tin với đế gia? Anh ta không sợ em điều tra. Em đã đến phòng của vị phu nhân, nhưng mà không tìm được thứ gì hết. Cho nên em muốn nhờ anh Kim Long giúp em hỏi thăm mấy bác ở nhà bếp, hỏi xem họ có biết chuyện bánh bao có độc không. Hóa ra là chuyện này. Được, lát nữa anh sẽ đi tìm bác Dương hỏi xem. Cảm ơn anh, đừng khách sáo. Đẹp thật đó. Nếu như cô ấy thực sự là nữ thức khách thì mình nguyện trao cả mạng sống này cho cô ấy. Vị phu nhân, xảy ra chuyện rồi. Lúc nãy tôi tới đầu mối để thu mua, kết quả bị đánh đuổi về. Sau khi tìm hiểu mới biết, quá ra là thị trưởng đại nhân đã đích thân ra lệnh, toàn bộ hàng của chúng ta bị niêm phong cả rồi. Niêm phong? Đúng vậy, chuyện thế này chưa từng xảy ra. Chắc chắn là chỉ có một nguyên nhân duy nhất thôi. Nguyên nhân gì? Ai mà chẳng biết đại phu nhân có quan hệ với thị trưởng chứ? Ý ông là chị ta giở trò sao? Chẳng lẽ không phải sao?
Nếu như chỗ giải vong này không được bán ra đúng kỳ hạn thì chúng ta phải đền rất nhiều tiền. Vì thế chuyện truyền đại lý, xin bà hãy tha cho chúng tôi đi. Vị phu nhân, thành thực xin lỗi. Nếu như bà không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép cáo từ. Châu Nhi tiễn khách. Dạ. Hai vị đi thông thả. Được. Chị có ý gì? Cô nghe nói rồi à? Những chuyện thế này, nếu như chị động vào tôi thì cũng thôi đi. Ông chủ Khâu và ông chủ Trần là bạn làm ăn của đế gia chúng ta đã lâu lắm rồi. Vì lại bảo Quách thị trưởng nên phong hết hàng của họ lại, vậy không phải dù làm ăn này hỏng hết rồi sao? Vốn chuyện đơn hàng này thì tôi không cần phải giải thích với cô. Nhưng mà ai bảo cô không thức thời lại chạy đến đây uy hiếp tôi? Vì thế nên vụ làm ăn này mới thất bại đó. Chuyện bánh bao có độc, không phải cô muốn đi báo quan sao? Mau đi đi. Nhưng mà tôi hy vọng là cô có thể tự lượng sức mình. Chuyện này suy cho cùng, lão gia sẽ có suy nghĩ như thế nào? Trong cái nhà này không ai có thể uy hiếp được tôi. Anh, mau đến đây. Mau đến xem kiệt tác của em. Kiệt tác gì thế? Đây chính là bức chân dung về nữ tặc kia. Em đã vẽ thành công rồi. Anh thấy sao? Có giống không? Anh chưa nhìn thấy nữ tặc đó bao giờ đâu. Làm sao mà anh biết được có giống hay không? Anh xem đầu óc của em này. Quân Đào, bức tranh này em định làm gì với nó? Đương nhiên là đưa cho Dương tổng quản rồi, để ông ta đi bắt người. Được, em đưa bức tranh quả này cho ông ta thì nữ tặc kia nhất định sẽ bị tóm cổ. Anh còn có việc, anh phải đi trước đây. Được ạ. Cái cô nữ tặc này. Dị nương, đứng đó. Dị nương có gì dặn dò ạ? Giáng Thiên, có phải là cậu muốn giúp cho cái cô tên Giang Tiểu Mang làm người biện hộ cho cô ta đúng không? Nhưng lại bị cô ta từ chối rồi. Sao dị nương lại biết? Giang Tiểu Mang không chỉ từ chối cậu làm người biện hộ cho nó, hơn nữa còn tố cáo đế gia chúng ta chính là hạ thủ hại chết em trai em gái của cô ta đúng không? Dị nương đã sớm biết rồi sao? Tôi hỏi lại cậu, những lời Giang Tiểu Mang nói cậu có tin không? Đương nhiên là con không tin rồi. Nhưng mà sao? Trước giờ con đều nghĩ Giang Tiểu Mang đang bị chuyện, nhưng mà cô ta lại nói rất chắc chắn, nhìn có vẻ không giống như đang nói dối. Thiên Nhi, cậu không nghĩ rằng nếu như những gì Giang Tiểu Mang tố cáo là thật? Chị Đương, hình như lời mẹ có ẩn ý gì đó, sao mẹ không nói rõ một chút đi ạ? Nếu như cậu thực sự muốn biết tôi có ý gì thì cậu nên đi hỏi mẹ cậu mới đúng. Hỏi mẹ con, tại sao lại hỏi bà ấy? Bởi vì chị ta biết được chân tướng. Bởi vì không biết chừng chính chị ta là hung thủ. Chị Đương nói gì thế? Tôi nói người cầm chiếc bánh bao hạ độc hai đứa bé đó, không biết chừng là mẹ cậu đó. Đại ca, anh đừng nghe mẹ em nói. Con người bà ấy thế nào anh cũng biết đó. Toàn khẩu xà tâm Phật thôi. Mẹ, mẹ, con biết mẹ và đại nương trước giờ khúc mắt, nhưng mà mang chuyện liên quan đến tính mạng con người ra đùa giỡn thì không phải quá đáng lắm sao? Con thấy mẹ con đang đùa sao? Đây không phải chỉ là đùa mà còn đùa quá đáng nữa. Mẹ, mẹ thật không coi đại nương và đại ca là người một nhà.
mà là kẻ địch sao? Đoàn Di, ai không coi ai là người trong nhà? Con phải làm cho rõ. Mẹ à, cứ cho là đại nương không phải là mẹ ruột của con, nhưng bà ấy từ nhỏ vẫn yêu thương con, đối xử với con rất tốt, như con trai ruột vậy. Cho dù đại ca không phải là cốt nhục của đế gia ta, nhưng mà từ nhỏ tới lớn con đều cùng anh ấy đọc sách chơi đùa, con cũng coi anh ấy là đại ca ruột của mình. Bây giờ trong mắt con, đại nương và đại ca chính là những người ruột thịt nhất. Con nhìn cho rõ thực tế một chút đi. Con hết lòng hết dạ coi họ như người già vậy, nhưng mà bọn họ có thật sự coi chúng ta là người một nhà không? Con hết lần này đến lần khác suýt nữa mất mạng. Mẹ nghi ngờ là chính mẹ con họ giở trò. Mẹ nói không nghe Đào Nhi, con mở to mắt ra một chút. Không được để đến lúc đánh mất tất cả thì đã quá muộn màng rồi. Mẹ, đừng nghĩ là những chuyện như vậy không thể xảy ra. Đừng nghĩ rằng chúng ta an phận thủ thường, gặp phù hòn làm ngọt thì thế giới này sẽ yên tĩnh. Mẹ nói cho con biết, con mà không tranh thì người khác sẽ tranh với con. Nếu như con thực sự nhượng bộ thì người ta sẽ không khách khí, mang tất cả của con đi. Đó chính là đại nương của con. Mẹ, không đâu. Nếu như đại nương thực sự là loại người như mẹ nói thì bà ấy cần gì đối xử tốt với con như thế, chẳng hợp lý chút nào.